Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nóng, Mỹ điều lực lượng cực mạnh bảo vệ đồng minh ở châu Âu vì lo ngại Nga đánh Ukraine. Trong khi đó, lộ diện hình ảnh Ukraine nhận lô tên lửa phòng không từ Mỹ. Cụ thể ra sao? Cùng lúc Ukraine bí mật hành động với người Nga, Belarus 14,5 vạn quân thăm thân có là trò đùa. Và cuối cùng, báo Ukraine nhận định 15 tiểu đoàn Nga và tên lửa Iskander đủ sức đánh Kiev. Nhưng dám hay không? Tất cả tin nóng quốc tế sáng ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Mỹ điều lực lượng cực mạnh bảo vệ đồng minh ở châu Âu vì lo ngại Nga đánh Ukraine. Do lo ngại căng thẳng giữa Nga và Ukraine có thể biến thành xung đột, hiện Mỹ đang bố phòng một lực lượng cực mạnh, bao gồm các chiến đấu cơ, tàu chiến, tên lửa phòng không và lính dù tới các quốc gia đồng minh sát Ukraine. Chiến đấu cơ F-16 thuộc phi đoàn tiêm kích số 480 rời căn cứ Spandalem ở Đức hôm 11 tháng 2 để củng cố nhiệm vụ tuần tra đường không của NATO, cũng như phối hợp với đồng minh và đối tác ở khu vực Biển Đen. Máy bay, binh sĩ và trang bị hậu cần sẽ đóng tại sân bay quân sự Fetesti ở Romania. Không quân Mỹ hôm 11 tháng 2 ra thông cáo cho biết. Không quân Mỹ cho biết số lượng tiêm kích được điều đến Romania. Hình ảnh được công bố cho thấy ít nhất 3 chiếc F-16C đeo hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu cho tên lửa diệt radar cất cánh từ Spandalem. Một chiếc lắp phiên bản chiến đấu của tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM. Hai chiến đấu cơ còn lại mang mô hình huấn luyện của tên lửa AIM-120 và AIM-9X Sidewinder. Các tiêm kích sẽ thực hiện hàng loạt đợt tấn công đối không với lực lượng NATO để củng cố khả năng hiệp đồng và đường dây liên lạc cần thiết trong những chiến dịch đường không đa quốc gia. Thông cáo có đoạn. NATO trước đó cũng đã triển khai hàng loạt tiêm kích tới nước thành viên ở Sườn Đông, liên minh sát biên giới với Nga. Báo cáo mới đây cho thấy đã có ít nhất 8 chiến đấu cơ hạng nặng F-15CD Mỹ hôm 10 tháng 2 đã đáp xuống căn cứ Lask ở miền trung Ba Lan, quốc gia giáp biên giới với Ukraine, Belarus và lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga. Có tới 4 oanh tạc cơ chiến lược B-52H đáp xuống Anh cùng ngày để thực hiện đợt luân chuyển lực lượng oanh tạc cơ đặc biệt. Một biên đội tiêm kích đa năng F-15 Air Strike Eagle được triển khai tại Estonia hồi tháng trước. Tiêm kích F-16 của Bỉ, Ba Lan và Đan Mạch đang đồn trú tại nhiều căn cứ ở Estonia và Litva. Bộ Tư lệnh Không quân Đồng minh của NATO cũng đề cập tới mối đe dọa từ Nga khi thông báo về nhiệm vụ của biên đội F-15 Mỹ, động thái được coi là khác thường. Số tiêm kích này sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực phòng thủ và răn đe của liên minh trong bối cảnh Nga tiếp tục dàn quân xung quanh Ukraine. Nguồn tin cho hay, giới chuyên gia cho rằng đợt triển khai tiêm kích Mỹ đến Ba Lan mang tính phòng thủ bởi phiên bản F-15CD chỉ chuyên thực hiện nhiệm vụ đối không, không có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất. Điều này khác hẳn với biến thể đa năng F-15E Strike Eagle và F-16CD được Mỹ bố trí ở Tây Âu. Hải quân Mỹ cũng đã điều thêm 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đến châu Âu, gồm USS Donald Cook, USS Mitchell, USS The Sullivan và USS Gonalis. Các chiến hạm đã rời căn cứ ở bờ đông nước Mỹ hồi cuối tháng trước để lên đường đến khu vực do hạm đội 6 Hải quân Mỹ phụ trách. Cả 4 tàu đều được trang bị lá chắn phòng không Aegis và có thể đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Mỹ cũng đang duy trì 4 khu trục mang lá chắn tên lửa đạn đạo thường trực ở châu Âu, gồm USS Ross, USS Roosevelt, USS Porter, Alepuki cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman ở Địa Trung Hải. Avenger là hệ thống phòng không tầm ngắn gồm 2 bệ phóng. Mỗi bệ phóng được trang bị tên lửa vác vai Phim 92 Stinger và một súng máy M3P cỡ nòng 12,7mm cũng đã được triển khai tới Romania. Bệ phóng thường đặt trên khung gầm xe đa dụng Humvee, nhưng cũng có thể được bố trí ở trận địa cố định hoặc trên nóc các tòa nhà. Hình ảnh Ukraine nhận lô tên lửa phòng không từ Mỹ. Hai chuyến bay viện trợ quân sự chở theo 180 tấn đạn dược cho quân đội Ukraine. Tổng cộng đã có 17 chuyến chở gần 1.500 tấn hàng quân sự cho chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rennikov viết trên Twitter.
Theo nguồn tin đăng tải cho thấy, các xe bốc xếp đang chuyển những kiện hàng chứa tên lửa phòng không Stinger từ khoang chứa của máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 xuống đường băng sân bay. Phim 92 Stinger là hệ thống phòng không vác vai, được tập đoàn General Dynamics của Mỹ chế tạo và đưa vào biên chế trong quân đội nước này từ năm 1981. Với đơn giá 38.000 USD trên một tên lửa, vũ khí này đã được xuất khẩu sang hàng loạt quốc gia. Ống phóng của phim 92 Stinger nặng 15 kg, trong đó tên lửa nặng 10,1 kg, chiều dài của quả tên lửa là 1,52 m, đường kính 7 cm. Do có trọng lượng nhẹ nên Stinger có thể được binh sĩ sử dụng thuận tiện trong một số trường hợp. Quân đội Mỹ đã cho lắp tên lửa Stinger lên xe chiến đấu Humvee để hỗ trợ phòng không khi tác chiến. Stinger sử dụng hệ thống dẫn đường bằng tia hồng ngoại nên nó có thể bắn hạ mục tiêu đối phương ở khoảng cách 4 đến 8 km với độ cao 3,5 đến 3,8 km. Ngoài ra, tên lửa còn được trang bị chế độ phân biệt bạn thù nên khả năng máy bay đồng trục bị trúng hỏa lực thân thiện cũng giảm xuống mức tối đa. Các hình ảnh vệ tinh được thu thập từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 2 cho thấy Nga đang tăng cường bố trí binh sĩ và khí tài quân sự ở nhiều địa điểm xung quanh Ukraine. Ukraine bí mật hành động với người Nga, Belarus, 14,5 vạn quân tham thân, có là trò đùa. Trước nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột toàn diện với Nga và Belarus, cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine đã bí mật hành động. Ít giờ trước, nguồn tin của Ukraine dẫn nguồn tin các cơ quan thực thi pháp luật của nước này cho biết họ đã bắt đầu kiểm tra bổ sung các công dân Nga và Belarus nhập cảnh. Cụ thể, biên phòng Ukraine đã tăng cường các cuộc kiểm tra ý định nhập cảnh vào Ukraine của các công dân trong độ tuổi từ 18 đến 60 của hai quốc gia láng giềng. Nguồn tin lưu ý rằng đây chỉ là biện pháp hợp lý để ngăn chặn sự xâm nhập của những kẻ không mong muốn, chứ không phải là một lệnh cấm pháp lý trực tiếp. Trước đó, vào ngày 12 tháng 2, một số kênh truyền thông Ukraine đã đưa tin về một lệnh cấm người Nga nhập cảnh vào Ukraine. Đồng thời, họ đề cập đến một số mệnh lệnh được cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine đưa ra. Thông tin này được cho là phản ứng trước nguy cơ một đội quân thứ 5 bất ngờ xuất hiện trong lãnh thổ Ukraine. Cần lưu ý rằng, sau các sự kiện Nga sáp nhập Crimea và chiến tranh Donbass, thì việc Kiev nâng cao cảnh giác là không thừa. Báo Ukraine nhận định 15 tiểu đoàn Nga và tên lửa Iskander đủ để đánh Kiev, nhưng có dám hay không? Nguồn tin cho rằng chỉ những chiến lược gia với tư duy độc đoán mới tính tới việc đánh Kiev, chứ chưa nói tới xâm lược Ukraine. Tài liệu của CDS chỉ ra rằng, tính đến ngày 10 tháng 2, phía Nga đã tập hợp được 87 tiểu đoàn chiến thuật, tức là khoảng 147,8 nghìn quân nhân, cùng lực lượng không và hải quân sẵn sàng hỗ trợ, đang đóng tại các khu vực của Nga, Belarus, Crimea và Donbass. Nguồn tin lưu ý rằng, Nga có khả năng tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine lên 160.000 người, nhưng như vậy là chưa đủ cho cái gọi là xâm lược. Lực lượng và phương tiện đã tích lũy là không đủ cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh chiếm toàn bộ hoặc một phần đáng kể lãnh thổ Ukraine. Các kịch bản về tập kích ồ ạt tên lửa và ném bom lớn là không thực tế, vì tấn công kiểu này sẽ cản trở kế hoạch của Nga nhằm giành được trái tim và khối óc của cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine. Bình luận về 15 tiểu đoàn cùng lữ đoàn tên lửa số 103 được trang bị tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và các đơn vị quân đội Nga khác đang tham gia tập trận tại Belarus, nguồn tin nhấn mạnh rằng đây là mối đe dọa với miền Bắc Ukraine và Kiev. Thật vậy, các đơn vị quân đội Nga ở Belarus gây ra mối đe dọa cho các khu vực phía Bắc của Ukraine và Kiev. Nguồn tin cho rằng, về mặt lý thuyết, lực lượng và phương tiện này đủ để thực hiện kịch bản Kiev, ám chỉ một cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine. Tuy nhiên, tờ báo cũng lưu ý rằng đây chỉ là về mặt lý thuyết, vì trong trường hợp quân đội Nga xâm nhập biên giới và tiến vào các mục tiêu như Chernihiv, Zhytomyr và Kiev, họ sẽ phải chịu những tổn thất không thể chấp nhận được và kịch bản này có vẻ quá rủi ro đối với Nga. Nguồn tin nói thêm rằng, việc chiếm thủ đô Ukraine không tiết kiệm hơn một cuộc xâm lược quy mô toàn diện, vì thực tế là để kiểm soát các sân bay, nhà ga, cầu cống cần sử dụng lính dù. Họ có thể bị vô hiệu hóa bằng các biện pháp an ninh có sẵn ở Ukraine. Cuộc tấn công đó sẽ rất chậm chạp vì họ phải di chuyển qua khu vực rộng 100 km từ biên giới, nơi có tuyến phòng thủ nhiều cấp,
đội quân Ukraine ở đó sẵn sàng chống lại một lượng lớn kẻ địch. Và cuối cùng, như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!